con nông dân và các bạn thân mến, trong những năm qua, tình hình thời tiết luôn diễn biến bất thường, các loại sâu bệnh hại trên cây trồng không ngừng gia tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất nông vụ của người nông dân. Nhằm lai tạo được giống lúa có năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo thơm ngon và có giá trị kinh tế. Những năm qua, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã cho lai tạo và chọn lọc nhiều giống lúa mới. Tháng 8 năm 2023, giống lúa BL9 được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành đặc cách. Đây là giống lúa đầu tiên được Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu lai tạo thành công và được trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đất lúa tôm. Bạc Liêu là một tỉnh thuần nông, có diện tích đất nông nghiệp trên 100.000 hectare, trong đó có gần 60.000 hectare đất chuyên trồng lúa nước từ 2 đến 3 vụ một năm và trên 40.000 hectare diện tích đất lúa tôm. Để ngành nông nghiệp tỉnh nhà không ngừng phát triển, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã nghiên cứu chọn lọc được giống lúa thơm mới với tên gọi BL9. Có đặc tính kháng bệnh đầu ôm và có khả năng chịu mặn cao, nên giống lúa BL9 vừa phù hợp với vùng đất chuyên canh lúa, vừa phù hợp với vùng đất lúa tôm. Qua nhiều năm trồng thực nghiệm và thực tế khi đưa giống lúa BL9 vào sản xuất, thì năng suất của từng vụ mùa luôn đạt khá cao, phẩm chất gạo thơm ngon, cơm dễ nấu. Trong bối cảnh của biến đổi khí hậu như hiện nay, thì việc chọn tạo ra một cái giống lúa mới có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh hại, có chất lượng gạo thơm ngon để mang thương hiệu Bạc Liêu thì nó rất cần thiết để đáp ứng cái nhiều yêu cầu về là phát triển theo định hướng kinh tế thị trường, rồi cho sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, vân vân. Thì chính vì điều đó cho nên là từ năm 2013 đến nay là Trung tâm Giống luôn có những cái kế hoạch chọn tạo nghiên cứu, thì hàng năm đều triển khai thực hiện. Trong đó thì đặc biệt là có giống lúa BL9, thì đến nay thì đã chính thức được công nhận lưu hành theo quyết định 298 ngày 21 tháng 8 năm 2023. Đây là giống lúa mà đầu tiên của Bạc Liêu được công nhận lưu hành. Và đây là giống lúa do Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu dày công nghiên cứu trong nhiều năm. Bên cạnh đó thì có giống lúa là hiện nay Trung tâm Giống đang tiếp tục phát triển, đó là giống lúa BL10 đã gửi khảo nghiệm quốc gia. Đây là giống lúa có chất lượng gạo ngon, năng suất cao, chống chịu cơ bản với các sâu bệnh hại chính. Và được các chuyên gia đánh giá là giống có năng suất cao nhất trong cái bộ giống được gửi khảo nghiệm. Xuất phát từ những cái kết quả trên thì Trung tâm vẫn tiếp tục nghiên cứu chọn tạo với cái mục tiêu là mình sẽ chọn ra được những cái giống phù hợp với điều kiện canh tác trong tỉnh, có năng suất cao để thích ứng với điều kiện là biến đổi khí hậu, nâng cao cái giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả kinh tế, rồi thân thiện với môi trường để có thể là mình sẽ phát triển cái giống mang cái thương hiệu Bạc Liêu. Thì như ở đây Trung tâm đang thực hiện các thí nghiệm chọn giống, thì từ những cái tổ hợp này thì trong mỗi một cái tổ hợp thì đội ngũ cán bộ sẽ cố gắng chọn ra từ 2 đến 3 giống có khả năng có chuyển trồng để có thể phát triển thành những cái giống như là đạt cái mục tiêu như ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, rồi có thể thích hợp với dùng chuyên canh 2-3 vụ lúa hoặc là dùng canh tác tôm lúa trong tỉnh. Trên vùng đất lúa tôm, mỗi năm canh tác được một vụ lúa. Trong vụ mùa 2023-2024, nhiều bà con nông dân vô cùng phấn khởi khi giống lúa BL9 cho năng suất rất cao. Ngoài chịu được độ phèn mặn lên đến 4 phần ngàn, thì trong giai đoạn phát triển, cây lúa đẻ nhánh rất nhanh. Hơn nữa, trong quá trình canh tác, cây lúa chống chịu rất tốt với các loại sâu bệnh, nên việc phun thuốc bảo vệ thực vật cũng được hạn chế. Ngoài ra, với dùng chuyên canh lúa nước từ 2 vụ đến 3 vụ trên năm, giống lúa BL9 cũng rất phù hợp. Bởi đây là giống lúa ngắn ngày, thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày, nên phù hợp với việc trồng lúa 3 vụ trên năm. Thân lúa không quá cao, từ 95 đến 105 cm, cây lại khỏe, là một giống lúa khó bị ngã đổ vào cuối vụ. Đặc biệt, giống lúa BL9 có khả năng đẻ nhánh rất mạnh, nên mật độ gieo xạ thông thường sẽ ít hơn những giống lúa khác. Trung bình mỗi hectare chỉ cần gieo xạ từ 70 đến 80 kg giống.
Ngoài ra, bộ rễ cây phát triển tốt, nên khi cải tạo đất trước khi gieo xạ cũng cần xới đất sâu cho rễ cây dễ phát triển. À, thưa kỹ sư Trần Trung Thiện, thì kỹ sư có thể chia sẻ về cái năng suất của cái giống lúa BL9 được trồng trên cái đồng đất Tâm Phú và được trồng trên cái đồng đất lúa truyền thống như thế nào? Trong năm 2023 thì Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu đã xây dựng vùng nguyên liệu trên vùng đất tôm lúa với diện tích là 216 hectare tại huyện Hồng Dân, huyện Phước Long. Thì trong đó thì huyện Hồng Dân thực hiện tại 3 xã là xã Vinh Lộc, xã Lộc Ninh và xã Ninh Hòa. Thì tại huyện Phước Long thì thực hiện tại hợp tác xã Long Hải, thị trấn Phước Long. Thì năng suất bình quân là đạt từ 6,9 đến 7,5 tấn trên hectare. Cá biệt có một số hộ là đạt tới 8 tấn trên hectare. Đối với vùng chuyên canh hai vụ lúa thì thực hiện tại xã Ninh Hòa 23 hectare của huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Phú Đông là 90 hectare tại huyện Phước Long. Thì năng suất trung bình của mô hình này là đạt từ 6,5 đến 6,9 tấn trên hectare. Với cái giống lúa BL9 này thì khi canh tác thì mình cần lưu ý những cái vấn đề như thế nào ạ? Thứ nhất thì về cái ưu điểm của giống lúa Bạc Liêu chính là thứ nhất là dễ canh tác, là có khả năng thâm canh cao, có khả năng là có nghĩa là chịu phân á. Còn cái thứ hai nữa là ít nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là kháng tố bệnh đậu ô. Và cái thứ ba nữa là có khả năng đẩy nhánh rất là mạnh. Và cái thứ tư là có khả năng chịu mặn ở nồng độ khoảng 4/1000, là rất thích hợp để dùng tôm lúa. Và cái thứ năm nữa là gạo thơm ngon, dẻo trong và ít bạc bụng. Thưa kỹ sư, thì đối với giống lúa BL9 khi mà canh tác trên đồng đất Bạc Liêu, đặc biệt là các cái vùng đất chuyên canh và cái vùng đất nuôi tôm, thì mình cần lưu ý những cái vấn đề như thế nào? Về thứ nhất là về cái ưu điểm của giống lúa Bạc Liêu chính, thì thứ nhất là giống lúa này có khả năng kháng tốt bệnh đậu ôn và ít nhiễm sâu bệnh khác. Thì cái thứ hai nữa là có khả năng thâm canh cao, dễ canh tác. Và cái thứ ba nữa là có khả năng chịu mặn ở nồng độ khoảng 4/1000, là rất thích hợp để dùng tôm lúa. Và cái thứ tư nữa là khả năng đẩy nhánh rất là mạnh. Và cái thứ năm nữa là giống lúa Bạc Liêu chính này có gạo thơm, ngon, dẻo, trong và ít bạc bụng. Đó là về ưu điểm. Như kỹ sư đã chia sẻ thì cái giống lúa BL9 này là nó có khả năng là đẻ nhánh rất là cao. Vậy thì khi mà mình xạ thì mình cái tỷ lệ xạ như thế nào là phù hợp nhất ạ? Thì theo như nghiên cứu nhiều năm của Trung tâm Giống thì là mật độ xạ phù hợp nhất đối với giống lúa Bạc Liêu chính này là khoảng từ 70 đến 80 kg trên hectare. Không vượt quá 100 kg trên hecta, thì nếu như vượt quá 100 kg ta sẽ giảm năng suất rất là nghiêm trọng. Là 70 đến 80 kg là rất phù hợp, là kích thích cái khả năng đẻ nhánh của giống lúa này. Đối với cái đồng đất tôm lúa thì mình cần phải xạ như thế nào để mà nó đạt cái năng suất ạ? Đồng đất tôm lúa thì riêng đối với đồng đất tôm lúa thì cái xới sâu nó là rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất là cái rửa được cái mặn trong đất, và cái thứ hai nữa là cái bộ rễ nó phát triển được tốt hơn và cái hạn chế được đổ ngã. Và ngoài những cái lưu ý đó ra thì mình đã còn đặc biệt cái lưu ý cái giống lúa BL9 này như thế nào khi mà được trồng trên cái đồng đất tôm lúa mà để cho lúa nó phát triển tốt và nó đạt cái năng suất cao ạ? Rồi, thì có một số lưu ý thêm trên đồng đất tôm lúa là cái giống lúa Bạc Liêu chính này nó rất thích hợp cho cái ruộng mà có độ phì nhiêu cao và dưới đất lung. Và nếu như mà bố trí trên những chân đất gò thì cần thiết là phải thâm canh cao hơn thì mới đạt năng suất tối ưu. Và điểm lưu ý tiếp theo nữa là đối với cái giống lúa Bạc Liêu chính này là nó đẻ nhánh rất là mạnh, nhưng mà nó đẻ nhánh trễ, khoảng sau 20 ngày nó bắt đầu đẻ nhánh. Vì vậy mà cái thời gian tỉa dặm thì bà con lưu ý là khoảng từ trễ hơn so với cái giống khác khoảng 4-5 ngày. Cái điểm lưu ý tiếp theo nữa là khi mà cái giống lúa này nó có lá lúa nhỏ và mỏng, nên cần trong canh tác thì cần thiết sử dụng phân bón lá có chứa kẽm, kali hoặc là canxi để cho giúp cho lá lúa dày và chắc hơn. Và bên cạnh đó thì có thể kết hợp bổ sung với phân bón lá có chứa kali và bo để cho quá trình phụ phấn nó diễn ra được tốt hơn và chắc tốt hơn. Rồi điểm lưu ý cuối cùng là giống lúa này là không để cho nó quá thiếu đạm ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, vì nó giết chồi rất là mạnh thì sẽ làm giảm cái số bông trên đơn vị diện tích. Thưa kỹ sư, được biết là cái giống lúa BL9 này có khả năng là chống chịu với cái độ mặn rất là cao và rất là phù hợp với đồng đất tôm lúa. Vậy thì khi mà canh tác trên cái lúa 3 vụ của mình và nó có phù hợp hay không ạ? Về trên vùng đất 3 vụ thì 2 đến 3 vụ ha. Thì 2 vụ thì sẽ cảm giác như là sẽ thích hợp hơn giống BL9. Tại vì nó cần dinh dưỡng nhiều hơn. Trên đất 3 vụ thì chúng ta cũng phải sử dụng phân
phân nhiều hơn mới đạt hiệu quả. Dân một lần nữa xin cảm ơn kỹ sư đã chia sẻ chúng tôi về một số biện pháp canh tác lúa BL9 trên đồng đất Bạc Liêu ạ. Ở giai đoạn cây lúa từ 18 đến 22 ngày mới đẻ nhánh, nên thời gian tỉa dặm cũng chậm hơn các giống lúa khác. Lá lúa BL9 cho màu vàng chanh đặc trưng và có lá nhỏ, nên khi phun thuốc, bón lá cần có kẽm, canxi, silic để giúp lá lúa dày, cứng. Sau nhiều vụ mùa canh tác, giống lúa BL9 ngoài thích nghi tốt với đồng đất Bạc Liêu mà còn cho năng suất rất cao. Đối với đồng đất chuyên canh 2 vụ một năm, năng suất đạt trung bình từ 6 tấn rưỡi đến 6 tấn 9 trên 1 hectare. Đối với đất lúa tôm, năng suất đạt cao hơn từ 7 tấn rưỡi đến 8 tấn trên 1 hectare. Tuy nhiên, để hỗ trợ nông dân an tâm sản xuất và ngày càng mở rộng diện tích trồng giống lúa BL9 trên đồng đất Bạc Liêu và những vùng đất lúa tôm ở các tỉnh lân cận như tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, cũng như xây dựng thương hiệu giống lúa mang thương hiệu Bạc Liêu, thì Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã và đang có những giải pháp cụ thể để từng bước đưa BL9 chinh phục thị trường lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Cái giống lúa BL9 thì được Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu chọn lọc và được công nhận trong tháng 8 năm 2023. Và tới thời điểm này thì giống lúa này đã được Sở Nông nghiệp như tỉnh là giao cho Trung tâm Giống là quản lý sử dụng và thương mại giống lúa Bạc Liêu chín. Do vậy, để cái giống lúa Bạc Liêu chín ngày càng nó phát triển và lan tỏa không những cái trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh bạn, thì định hướng của trung tâm phối hợp với các tỉnh bạn để làm sao chúng ta đưa cái giống Bạc Liêu chín nó lan tỏa rộng hơn. Cái thứ hai nữa, giống lúa Bạc Liêu chín nó có một cái ưu điểm nữa là có khả năng chịu mặn và năng suất rất cao trên vùng lúa tôm. Do vậy thì những cái địa bàn, những tỉnh mà có cái diện tích sản xuất lúa tôm thì trung tâm giống cũng sẽ phối hợp và đưa đi làm thử nghiệm ở các tỉnh. Và đối với địa bàn trong tỉnh thì trong năm 2024, với cái kế hoạch hỗ trợ và cái bảo vệ phát triển đất trồng lúa của tỉnh từ nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ, kể cả các chương trình dự án, thì các huyện thị cũng như là các cái đơn vị đều đăng ký để mà sản xuất cái giống lúa BL9. Ngoài ra thì hiện nay một số doanh nghiệp sau khi tiếp cận cái giống lúa BL9 và kể cả cái gạo đã xâm nhập thị trường và một số thị trường đã chấp nhận đây là một trong những cái giống lúa có cái gạo ngon. Do vậy trong thời gian tới thì không những ngành nông nghiệp nói chung và trung tâm giống tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tìm các cái doanh nghiệp để làm sao tiếp cận với bà con nông dân trong quá trình sản xuất cái BL9 thì có bao tiêu thu mua lại để cho bà con an tâm trong cái việc mà sản xuất giống lúa BL9. Và nhất là cái giống lúa BL9 trong thời gian tới thì đối trung tâm thì sẽ định hướng là phát triển mạnh cho những cái nơi mà có cái vùng đất sản xuất tôm lúa của tỉnh cũng như là giới thiệu cho các tỉnh bạn đối với cái giống này. Ngoài ra thì đối với giống lúa Bạc Liêu chính thì hiện nay chỉ duy nhất là chỉ trung tâm giống là có sản xuất lúa giống và cũng chưa có đại lý nào bán cái giống lúa Bạc Liêu chính. Và thứ hai nữa là tỉnh cũng chưa chia sẻ với một cái đơn vị nào khác mà sản xuất lúa giống, do vậy là bà con an tâm nha. Giống lúa thì Bạc Liêu chính chỉ có là của Trung tâm Giống Nông nghiệp và tất cả các đại lý trong tỉnh đều không có sản xuất cái giống lúa Bạc Liêu chính. Bạc Liêu là tỉnh có diện tích đất chuyên trồng lúa khá cao trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Người nông dân ngày nay không chỉ quan tâm đến năng suất của từng vụ mùa, mà họ còn quan tâm đến chất lượng, giá trị thương phẩm của hạt lúa mà mình làm ra. Một giống lúa tốt phải đạt được nhiều yêu cầu như có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng biến đổi khí hậu, năng suất cao, ngon cơm và có giá trị cao trên thị trường. Giống lúa BL9, giống lúa đầu tiên được lai tạo và chọn lọc thành công tại Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, với nhiều đặc tính nông học vượt trội được công nhận, tin rằng hạt giống BL9 sẽ chinh phục được nhiều bà con nông dân trong và ngoài tỉnh trong thời gian không xa.